Rất là nhiều các bạn trẻ đang ngắm xem cầu sông Hàn xây. Các bạn thấy đông lắm, rất đông các bạn trẻ nhìn cầu sông Hàn xây. Chúng ta lại qua các bạn coi tiếp cầu này xuống. Rất đông. tuần là đều xoay lại để tàu thuyền qua lại. Cầu sông Hàn là con cầu đầu tiên của Đà Nẵng. Hiện tại bây giờ thì Đà Nẵng có rất nhiều cây cầu như cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Sơn để bắt qua con sông Hàn. Con cầu này là con cầu duy nhất trước đây của Đà Nẵng. Chủ nhật hàng tuần là đều phải xoay để các tàu thuyền qua lại. Các bạn thấy xoay gần xong rồi, xoay khỏi rồi. Có rất là nhiều du khách đứng xem. Cầu xoay đây rất là đông du khách lên cầu. Lên cầu để xem. Đây là cầu sông Hàn đấy mình đang đứng này, hiện tại đang đứng này. Sáng nhà của em là cái điện thoại kia nó đang phục bình vào vấn đề. Đi vào đây đi từ từ vào nha. Mình lại vô từ từ. Xoay từ từ vào. Căng gần lại. Căng lại, đưa vào nè. Quay. Xoay lại nè. Xoay vào. Có người nào bị rơi máy xuống sông chưa nhỉ? Tại vì ở ngoài Bắc cháu không có cầu này chú ạ. Đi vào đấy. Tiếp lại này. cả hải thanh cung dịch vị nè. Cô nhìn này cũng chóng mặt nhá. Dịch đẹp. Cảm tưởng như cái này nó hay nhỉ. Cái bên mình đây. Không làm đâu mà dịch được đâu. Không được đâu. Anh cho nó biết giá xong rồi mình sang bên kia mình quay. Sang đâu? Sang đây. Sao sao được như là mà. Giờ khít rồi mình sang. Sắp khít chưa? Sắp rồi. Hết rồi. Còn nó khoảng 1 mét. Đây ra đây quay chỗ này người ta mới biết là Nguyên ơi. Đoạn này nó gần đến thì mới ấy này, mới sát này. Quay cái chỗ đấy người ta không biết. Đoạn này Trang đã gặp bạn nàng rồi. Đây là ông Ngâu gặp bà Ngâu. Chuẩn bị hai ông bà gặp nhau một phát thế là trời đổ mưa ra. Một phát thế á? Thế thôi, một phát thôi, tháng này là tháng Ngâu mà. Chuẩn bị đến rồi, chuẩn bị sắp sát rồi các bạn ơi. Đấy, cái gì kêu ấy? Mọi người vượt rào. Ô sao họ cho vượt rồi thế? Sắp đến rồi, từ từ đã Nguyên, quay lốt đi. Đây là đi đâu? Tới. Sắp. Đang hỏi Nguyên lý hoạt động của cái này. Nó còn đang lên nữa. Cái ni là nó chéo. Ôi, đứng cái này nó rừng. Nhưng mà chiều nó đi làm quay là nó quay hả? Xong rồi nó quay. Để nó xong rồi mặt nó quay. Xong rồi đấy. Một chút hai bên. Bên đây. Quay đây. Chuẩn bị là xe cộ có thể qua lại được. Lúc mà nó xoay là không có xe cộ không qua lại được. Rồi, xong cầu xoay xong cũng rất là nhiều. Cầu sông Hàn rất đẹp các bạn. Đứng lên cầu sông Hàn thì các bạn nhìn cầu Rồng. Đó, các bạn thấy không? Nhìn cầu Rồng. Đứng ở trên cầu sông Hàn rất là mát. Gần 12 giờ đêm các bạn. Rồi xe cộ bây giờ đi lại bình thường rồi.